Và bây giờ sẽ đến cái phần chia sẻ thứ hai là một người chị này là đồng nghiệp cũ của Thủy các anh chị, là ngày xưa là cùng công tác tại khách sạn 5 sao, khách sạn Westlake tại Vĩnh Phúc các anh chị. Và chị khi mà Thủy vào BC được khoảng tầm 2 tháng thì Thủy cũng có chia sẻ cơ hội cho người chị này, và người chị này đã nắm bắt rất là nhanh, bởi vì là chúng ta có những cái uy tín nhất định với nhau mà, khi mà mình chia sẻ cơ hội thì các anh chị rất là tin tưởng và có nghĩa là đồng hành cùng với mình. Và đến chị chỉ trong 3 tháng, các anh chị 3 tháng lên đại lý 3 sao, các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Và chính là cái việc mà cái thành tích của chị có được là nhờ chính cái việc mà chị đưa lợi ích của khách hàng lên trên hết các anh chị, là chính là cái việc mà bán hàng từ tâm của chị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có khoảng tầm 7 phút để nghe chia sẻ từ từ chị Nguyễn Lương các anh chị nhé. Lương Nguyễn ạ. Chị hiện tại đang là sinh sống tại Vĩnh Phúc, người đến từ Nghệ An nhưng mà đang sinh sống tại Vĩnh Phúc các anh chị. Ok, mọi người thả nhiều tim nhiều hoa để chào đón người chị xinh đẹp này của chúng ta được không các anh chị? Ok, mời chị Lương Nguyễn nhé. Xin phép ban tổ chức spotlight chị Lương Nguyễn giúp Thủy. Chào tất cả mọi người có nghe nó nói không nhỉ? Thủy nghe chị nói không Thủy ơi? Rõ chị. À, chào Dương Thủy nhá, cảm ơn Dương Thủy vì những lời gọi là giới thiệu rất ngắn gọn súc tích nhưng mà cũng gần như là đầy đủ về cái quá khứ của Lương VCA. Lương nó không phải là quá khứ, nó đang là hiện tại và chắc chắn nó sẽ là tương lai dài của Lương ở VCA. Thì Lương chào tất cả mọi người. Hôm nay rất may mắn khi Lương có một cơ hội được chia sẻ trên Zoom cũng khá là đông người, gần 700 anh chị em rồi. À, Lương xin tự giới thiệu một chút, như là Dương Thủy có nói á, thì vào cuối năm cuối cuối tháng 4 là ngày 23 tháng 4 thì là Lương chính thức ký quỹ đại lý. Thì qua chia sẻ của Dương Thủy thì thực ra là Dương Thủy là một người mà rất có uy tín với bản thân Lương và với rất nhiều người, cho nên là khi mà nghe Thủy chia sẻ về cơ hội BCA thì Lương nắm bắt ngay lập tức và Lương ký quỹ ngay lập tức luôn chứ cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều, tại vì cái chia sẻ từ một người mà mình tin ấy, thì là đương nhiên là mình cũng sẽ tin theo. Đấy là uy tín cá nhân, đấy là một điểm 10 trong 3 điểm 10 mà mọi người học về về bán hàng á. Thì cuối tháng 4 là Lương ký quỹ đại lý, thì Lương chính thức chạy từ đầu tháng 5. Thì may mắn là khi Lương vào thì lại đúng vào thời điểm mà 90 ngày tốc chiến của VCA á, cho nên là nhờ vào cái sức nóng của 100 độ Recording in và progress. nhờ vào sức nóng của 90 ngày tốc chiến là rất nhiều chương trình tốt của công ty, cho nên là qua 90 ngày thì Lương cũng đạt được một cái thành tích nói chung là khá là đáng tự hào với bản thân mình. Tại vì là trước đó thì Lương cũng chưa có kinh nghiệm gì về bán hàng cả, không không biết một cái gì về bán hàng, đặc biệt là bán hàng online là Lương chưa buôn bán một cái gì bao giờ. Thì sau 90 ngày tốc chiến thì Lương đạt được mốc là đại lý 3 sao và có một chút thành tích liên quan đến doanh số là đứng được được giải khuyến khích, được giải khuyến khích toàn công ty, doanh số bán hàng cá nhân. Và cũng là trong top 15 của doanh số bán hàng Qoochen, tại vì Qoochen là dòng sản phẩm chủ lực của Lương trong suốt quá trình mà Lương kinh doanh tại BC. Thì đợt cuối tháng 5 á, khi mà Lương bắt đầu trải nghiệm với con robot đầu tiên cho bản thân Lương thì Lương Lương xác định luôn con robot Qoochen và nói chung là dòng điện gia dụng, đặc biệt là dòng của hãng Qoochen á, làm sản phẩm chủ lực luôn. Tại vì Lương thấy là cái dòng thị trường với cái phân khúc thị trường nó khá là phù hợp với mình và mình có thể khai thác tốt. Thì cái thời điểm đó sau khi mà Lương trải nghiệm xong và Lương xác định được cái sản phẩm chủ lực và cũng lên được danh sách khách hàng sơ bộ. Danh sách khách hàng ban đầu thì nó cũng không nhiều đâu mọi người, chỉ tầm khoảng hơn 200 một chút thôi. Nhưng mà có một số khách hàng tiềm năng là mình Lương đánh vào cái mảng điện gia dụng được, Lương nghĩ là sẽ khai thác được. Thì nhân câu chuyện mà bán hàng từ tâm ấy thì Lương có muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện nó khá là hay mà Lương trước đây Lương cũng kể trong trong team Dương Thủy, tức là nhờ mấy cân vải vải mà Lương Lương chốt được con robot đấy mọi người. Quả vải là cái quả mà ở miền Bắc ấy, có thể là miền Nam thì hơi hơi khó một chút, quả vải nó là đặc sản của vùng Bắc Giang và Hưng Yên ấy, mà mình xuất khẩu sang Nhật mà mười mấy nghìn, hai mấy nghìn một quả. Thì cái đợt cuối tháng 5 ấy thì là rơi vào đúng cái đợt mà ở ở Vĩnh Phúc là bắt đầu là vải nó chín, gọi là vải đầu mùa. Thì Lương 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 đặt ra mục tiêu luôn là nhân cái dịp này thì mình sẽ liên hệ gọi là làm ấm mối quan hệ với một số khách hàng mà ở Hà Nội. Thì Lương có kết nối với một số khách hàng ở Hà Nội và Lương Lương nói chung là cái kết nối của Lương nó rất là đơn giản thôi, là em có vải đồng mùa chín mà là của vườn nhà em trồng, thì nhân tiện là ngày mai em có việc xuống Hà Nội thì em sẽ mang một ít vải xuống biếu anh chị để thắp hương cúng rằm, chứ mình cũng không hề nhắc gì đến việc là kinh doanh hay buôn bán hay gì cả mọi người, chỉ đơn giản là biếu vải thôi. Thì hôm đó là Lương đặt em rể Lương bứt tuần tầm khoảng 50 cân vải, hơn hơn năm hơn năm yến. Thì thực tế là trong năm yến đó thì chỉ có 5 cân là Lương đi bán thôi, là bán hộ cho em, còn lại là Lương Lương Lương, Lương đi tặng.
Thì hôm đấy là Lương đặt một chuyến taxi, Lương đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, mà thời điểm đấy là ở Vĩnh Phúc là vừa mới hết giãn cách xong. Thực ra cái việc mà liên lạc gọi là di chuyển trong quá trình mà dịch thì thực ra là cũng hơi hạn chế. Nhưng mà hôm đấy mình cũng quyết liều là mình xuống Hà Nội, mình mang 50 cân vải xuống. Thì cũng đơn giản rằng là em có vải nhà thôi, em mang đến biếu anh chị thắp hương, chứ mình cũng không nhắc gì đến chuyện kinh doanh hay gì đó. Thì sau đó thì có một số khách, tất cả mọi người đều đều nhắn tin cảm ơn là sao mà Thảo thế rồi thế nọ thế kia, đang dịch thế này mà chịu khó các thứ. Thì Lương cũng không hề đả động gì về kinh doanh nhé. Nhưng mà sau cái thời điểm đó là có một anh khách, Lương kể câu chuyện một anh khách là từ thời điểm mà Lương tặng vải đó là anh ấy cảm ơn rất là nhiều. Thì sau đó là bất kể một cái bài đăng Facebook là hoặc là Zalo của Lương là anh ấy vào anh like comment nhiệt tình luôn, không sót một bài nào luôn mọi người. Và đến một ngày thì khi mà Lương đăng robot ấy, là anh ấy nhắn tin inbox, anh comment luôn, anh bảo là đặt cho anh một con nhé. Thì Lương cứ nghĩ là anh ấy đang nói đùa thôi. Thì Lương gọi inbox anh hỏi là anh đặt một con hay đặt mấy con. Anh bảo là thực ra là anh định đặt 2 con, tại vì nhà anh là có một cái nhà chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà bây giờ dịch thì cũng chưa vào được, thôi tạm thời anh đặt một con trước đã, anh tặng cho bà xã anh nhân dịp sinh nhật. Thế là Lương chốt luôn một con robot. Thì nhân cái việc mà sinh nhật đó thì mình cũng nghĩ rằng là mình nhân tiện đây. Thực ra là mọi người cứ biết một con robot 2709 ấy thì là được hoa hồng là 3,5 triệu, gần 3,5 triệu. Thì Lương Lương trích một phần cái gọi là cái lợi nhuận từ cái hoa hồng đó để Lương mua một cái sản phẩm gọi là mỹ phẩm ở cũng ở kho của VCA nhà mình bán, là cái Arin All-in-1 ấy, để tặng bà xã của ông khách đó. Thì khi mà tặng robot về và mỹ phẩm về thì khách lại rất là happy và rất cảm ơn. Và mình cảm thấy là khách khá là áy náy, tức là người ta cũng biết bản thân mình là một người mà kinh tế rất bình thường, nó cũng không có gì nổi trội. Nhưng mà khi người ta tức là mình bán robot cho người ta, xong rồi nhân tiện là mình còn tặng cái nọ cái kia cho người ta. Thực ra lúc tặng mình không có ý gì cả, mình chỉ nghĩ đơn giản là nhân dịp sinh nhật rồi là nhân cái gì đó để tặng thôi, chứ không có ý gì cả. Nhưng mà sau thời điểm đó là mọi người biết từ cái khách đó là người ta chốt cho Lương, giới thiệu cho Lương chốt được 3 con robot và một con lọc không khí nữa, một con lọc không khí ô tô cho bạn bè đấy. Thì Lương cứ nói vui trong tim của mọi người, của Lương rằng là chỉ vì 3 cân vải mà Lương chốt được robot. Thì thực sự là cũng không ngờ luôn mọi người. Nhưng mà thực tế là khi mà mọi người cảm thấy là mình bán hàng từ cái sự chân thành của mình ấy, thì cái việc mà người khác đón nhận nó rất là happy. Và khi mà mình đưa đi những cái gì mà từ tâm của mình thì người ta cũng đón nhận từ tâm luôn mọi người. Cho nên là Lương thấy là cái việc bán hàng nó rất là nhẹ nhàng. Chính vì thế mà và thực ra là 3 tháng vừa rồi mà Lương Lương đạt doanh số cá nhân mà tầm khoảng gần 300 triệu, Lương thấy là nó cũng rất là bình thường luôn á. Tức là mình cứ cố gắng chia sẻ thôi. Còn cái việc ta đón nhận và đón nhận đến mức độ nào thì đấy là việc của người ta và mình không không có gò ép gì cả. Ngay cả bản thân Lương khi mà chia sẻ cơ hội kinh doanh hoặc là cơ hội bán hàng ấy thì Lương cũng chỉ nói rất nhẹ nhàng thôi là hiện tại em đang kinh doanh, tranh thủ mùa dịch, tranh thủ thời gian rảnh. Thì anh chị nếu có bạn bè hoặc nếu ai đó có nhu cầu thì giới thiệu cho em nhé. Chứ không bao giờ mình nói rằng là em bán hàng đấy, anh ủng hộ em đi, chị ủng hộ em đi. Tự nhiên là người ta sẽ có một cái gì đấy nó không được thoải mái lắm, như cảm giác là bị bắt buộc á, cho nên là người ta sẽ không thích đấy. Thì Lương nghĩ là khi mà mình đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và mình luôn làm thế nào đó để làm hài lòng nhất đối với khách có thể, thì đến khi là người ta giống như kiểu là mình đang xây dựng một mối quan hệ thân thiện và tốt đẹp đối với khách hàng ấy, thì đến khi mà người ta có nhu cầu, người ta chốt với mình rất là nhanh và rất là gọn gàng. Thì trong cái bài mà bà sau này mọi người học, có thể là mọi người đã học rồi, là cái việc mà bán hàng bằng 3 điểm 10 ấy, thì Lương nghĩ là khi mà mình bán hàng bằng cái sự chân thành ấy, thì coi như là mình đang xây dựng thương hiệu cá nhân và mình đang tự tạo cái điểm 10 cho cá nhân mình. Có thể khách người ta không biết công ty là như thế nào, chưa biết sản phẩm của hãng đó như thế nào, nhưng nếu người ta tin mình thì người ta sẽ mua hàng của mình. Thì khi mà mình đã có điểm 10 ở bản thân rồi thì sau đấy là cái việc xây dựng điểm 10 của công ty và xây dựng điểm 10 của sản phẩm nó cũng rất là thuận lợi. Đấy là chia sẻ của Lương trong quá trình bán hàng. Chắc là sợ là hơi lố giờ cho nên là cảm ơn Thủy nhá. Nếu mà sau mà có thời gian nhiều hơn thì Lương sẽ xin phép là sẽ chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là nhiều rồi. Mọi người có thấy phần chia sẻ của chị Lương tuyệt vời không ạ? 3 cân vải giá trị không anh chị? Tuy nhiên thì nói đùa với nhau thế thôi, nhưng mà thực tế các anh chị mình lưu ý là ví dụ chẳng hạn như mình bán hàng, thực ra là mình cung cấp giải pháp cho khách hàng đúng không các anh chị, và đồng thời là mình cho đi trước thì tự nhiên mình sẽ nhận lại được những cái điều mà mình không thể ngờ tới đúng không các anh chị. Rồi một lần nữa cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Lương rất là nhiều. Và cũng giống như Ngọc Tuyết thì chắc là chị Lương mình có thể là mình comment cái link